Anh cảm thấy là mình có hối hận với cái việc làm của mình khi mà mình bị đi tù không? Có. Việc mà anh trước đây như thế nào hay ông Tám ha? Vi phạm về pháp luật người ta đồng đà đồng già. Dạ. Rồi nhiều lần vậy rồi ta cái án tiền án rồi tới tới cuối cùng cái ta bắt đầu ta bắt đi phá tổng gà em. Đồng gà. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Hà, xã Tân Quế của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì Bùi Hồ theo được sự hướng dẫn của một số người dân ở nơi đây thì tìm hiểu đến một đến hoàn cảnh của một anh mà rất là đau thương luôn. Hiện nay thì biết trước đây thì anh có một cái quá khứ gian trưng, và hôm nay thì đến đây tìm gặp đến hoàn cảnh của anh. Thì nghe nói rằng là những người dân ở nơi đây nói anh rất là được khổ sở, và anh chỉ sống nhờ vào những cái số tiền mà mọi người có thể cho được, ủng hộ được. Và Bùi Hồ muốn đến đây để quay một cái clip này cho cô bác quý anh chị xem. Thấy cái căn nhà của anh là một cái máy tôn đó. Ở trong đây thì không có gì hết ngoài một cái mùng nè. Rồi. Dạ chào anh. Em cảm ơn anh. Rồi. Anh tên gì? Em tên Quỳnh Văn Ghe. Quỳnh Văn Ghe. Anh ở đây lâu chưa? Em ở 18 năm tù, em mới về đây tạm mới gác cái tòa nhà này cho em ở. Ở 18 năm tù. Cái công việc gì đấy? Giờ đâu có làm gì. Không, bây giờ anh đang làm cái gì ở trong cái tô của anh kìa? Em đang ăn cháo. Cháo đâu? Em ăn hết rồi. Cháo ăn hết rồi hả? Mới ăn hết cháo. Mới ăn hết tô cháo. Rồi bây giờ hiện nay anh làm cái công việc gì anh Ghe? Không có làm gì hết. Dạ. Ôi ơi. Ghe. Anh không nghe gì. Dạ. Cháo này ở đâu anh có? Chị cho. Chị nào cho? Chị Văn. Dạ. Chị dâng cho hả? Dâng ở trong này. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. Ủa? 27 tuổi đâu? Anh lớn hơn em mà sao 27 tuổi được? 27. 47 tuổi. Tại vì bệnh hoạn rồi mất trí. Mất trí. Không có. 27 tuổi. Có đâu. Cái này là ai cắt cho nhạc của cho anh? Chú đúng. Chú đúng hả? Ông Tám nè. Ông Tám từ thiện. Dạ, với từ thiện chứ chú đúng đâu có cắt cái này. Dạ. Nhà ông Tám ở đâu ông Tám? Dạ ngoài kia. Dạ ngoài kia. Chú Tám với chú Tư. Chú Tám. Dạ. Dạ. Đóng góp chú Tám. Dạ. Mới cái này mới cho nữa nè. Bây giờ không mấy. Ở đây là cái việc mà em không hiểu là cái đây là cái nhà của anh nè, để cho em tham quan cái đi. Chị đi nói cho em bé. Dạ. Rồi cái việc mà anh tắm rửa như thế nào ta? Cái này là có bà chị, cái là cho tiền mua, là chị đi mua cho chỗ em, cho thằng em đó. Chú Tám mua đây, cho. Dạ. Mua cho. Khang qua mai mua. Rồi dân cái một cho. Rồi cái việc mà ảnh tắm rửa hàng ngày như thế nào hay không ta? Đợt này tôi bị với mấy cháu. Dạ. Thằng ra tắm rửa nó với tự tắm rửa, ông Tám tự tắm. Tắm cho nó mới được. Tắm cho nó. Tắm cho nó. Cái đó là tắm rửa đâu được. Ra tay ha, trừ mấy cháu nó cũng tiếp tay với mình. Bên cạnh. Dạ. Yeah. Mấy cháu ở đây làm từ thiện nè. Cái việc mà nước nôi thì sao sử dụng nôi mình múc lại cho nó. Lại đây nè, mới nó. Xách cho nó một thùng nữa nè, để nó uống. Là có nghĩa là ảnh lao động không được nữa. Không được. Bây giờ nó đi đâu có được. Đi không được. Mình nó vậy đó. Dạ. Yeah. Mắc dân bùng cho nó rồi này kia. Bằng đêm phải mắc kẻ nó vô. Ban đêm phải kè vô. Cái lò nó đi đâu có được. Cái này là mình cất lâu chưa hay ông Tám ha? Cả 3 4 năm. 3 4 năm. 3 4 năm. Từ thiện cắt 6 năm này. Hồi đó ông này có đóng góp với nhân. Dạ. Yeah. Ở đây thì mình có đèn đuốc gì không? Có cho nó được cái bóng đèn. Rồi bóng đèn đó đâu rồi hối. Dạ, rồi cái bóng đèn này ở điện ở đâu mình sử dụng hay ông Tám? Đây nè, bóng đèn nè, điện của trung cảm. Mình truyền vô, truyền qua. Là cái điện là điện
ta cho mà dạ. Mà có một điều đặc biệt là con thấy ở đây là anh ghe này ảnh không có đồ đạc, không có đồ đạc để mặc. Vậy thì hàng ngày cái công việc mà anh thay đồ như thế nào? Thay đồ là bây giờ ra đây thay đồ giùm cho nó. Và đồ đâu anh ghé thay? Đồ có trong hàng mới mua cho công à. Chị mua cho công. Chị mua cho đứa em nó bận đó. Đó dạ. Còn đây nè. Đồ mà mới hút ba đồ cũ nó bỏ hết trơn kìa. Kia bỏ đốt mới. Đồ ghi ma với mùng mền đó chứ. Cần dạ. Là bỏ hết trơn cái toàn bộ của nó. Giờ qua giờ qua giờ bỏ đốt hết trơn đó. Đến dạ. Là uống sữa với lại ăn cháo là mình lo hết luôn. Là anh ghe là cái tuổi thật của anh năm nay là bao nhiêu tuổi? Tuổi chắc 47 tuổi. 47 à? 47 tuổi. 27 là 47. 47 đó. Nó lộn rồi, cái bộ nhớ nó bây giờ nó giảm lại rồi con ơi. Dạ. Có một điều mà con khá là bất ngờ khi mà đến đây gặp cái hoàn cảnh của anh ghe. Đó là anh múc một cái tô cháo mà trong cái tô đó thì không có cháo. Anh nói là tô cháo này mọi người cho. Và anh vẫn múc và anh đang đút vào cái miệng của mình. À, là nó làm cái... Dạ. Nó vậy đó. Vậy dạ. Nó không có đổ ra được đó. Đằng này thì chị ra mua là bưng đổ ra cho ăn rầu mà nó còn muốn nói ăn để nó như là cái thói quen. Chứ ăn hồi sáng. Ông Tám ở đây vẫn là hàng xóm của anh kia. Xóm rồi. Chứ không có thân quen. Nè nè, đổ sữa cho nó nút. Và cái điều thứ hai mà con muốn hỏi ông Tám với lại cô là cô chị đây là ở xóm. Mà anh nghe nói là trước đây đi tù. Vậy thì cái việc mà anh trước đây như thế nào hay ông Tám ha? Vi phạm về pháp luật người ta ăn đồng gà. Đồng gà. Dạ. Rồi nhiều lần vậy rồi ta cái án tiền án rồi tới cuối cùng cái ta bắt đầu ta bắt đi phải đồng gà em. Đồng gà. Dạ. Vậy chứ không có gì. Rồi bây giờ ta cải tạo ta đi về. Cải tạo cho về nhà nước cho về. Có cải tạo đúng rồi, trước mấy năm mà gì 7-8 năm đó em. Anh bây giờ anh có đi đứng gì được không? Có anh đi được hả? Ê, cái bịch sữa anh đi cho em xem ra. Được không? Không có mà không có đổ ra đây rồi. Bước đi cho em xem được không? Bước vô nhà được không? Đi coi. Nhưng đi thì hơi yếu. Đâu mà nói đi được, đi coi. Anh biết đây là cái gì không? Sữa. Bây giờ anh thử bước đi cho em xem được không? Đó. Ông em đi. Dạ. Đây cả, có mấy thằng tu kiểm tra không sao đâu. Nó lỡ có té mấy ngày trước nó tệ lắm. Bữa nay nhưng bây giờ như thế này em không muốn ép anh đi nhưng mà mình đi được thì mình nói mình đi được, mình đi không được thì thôi. Em không có ép mình đi nha. Em nói đi được nhưng hơi yếu. Hơi yếu, chân mình hơi yếu ha. Nhưng để em đi coi. Bây giờ lý do tại sao cái chân mình lại yếu? Lý do sao chân mình yếu? Tại em nhậu rượu đó. Anh uống rượu ha. Dạ. Là lý tại anh có vợ con gì không? Không. Không vợ con ngày xưa. Em đâu có biết. Có vợ có con gì? Không vợ con luôn. Không. Em không có biết vợ con. Đợi. Để gà nó báo em. Cái công việc của anh làm là anh làm gì anh nghe? Bán số. Ngày anh bán được nhiêu tờ? Bán 50 có, 100 có. Không có. Bán có 20 tờ. Đúng rồi. 20 tờ. Rồi anh nghỉ bán số lâu chưa? Nghỉ mới bán nghỉ đây. Sau khi mà anh ghe đi tù về đó thì anh ghe cảm thấy sao? Thì em cảm thấy là em ở tù tại giam Phước Hòa Cao Mậu Tiền Giang. Em ở tù. Anh có cảm thấy mình ăn năn không? Mình có cảm thấy mình hối hận với cái việc làm của mình không? Có. Là ăn năn hối hận với cán bộ quân. Có ăn năn với cái việc làm của mình đã phạm lỗi trước đây không? Có. Anh ấy ăn năn như thế nào? Tại vì mình làm mình chưa làm mà mình phải đành chịu. Dạ. Cho nên mình ăn năn. Dạ. Rồi sau này anh sẽ làm cái công việc gì để mà anh sẽ trả được cái nợ của mình đã mắc đi. Đã mắc nè. 18 năm tù. Ở với cán bộ quân 18 năm thử nó chết rồi đó. Cán bộ quân là đội trưởng điện ông đúng vô tại giam Phước Hòa Cao Mậu Tiền Giang. Ông đúng tuổi là bị ông là công an cán bộ đó. Ông là bây giờ anh có cảm thấy hối hận với cái việc làm của mình trước đây không? Anh có cảm thấy hối hận với cái việc làm của mình trước đây không? Hối. Thật ra cô bác của anh chị, mình chỉ trao đổi với anh nghe như thế thôi. Chứ thật ra thì anh nghe là một người
Hiện nay trí nhớ của anh thì lúc nhớ lúc quên. Có thể là anh nói chuyện nhưng mà cái suy nghĩ của anh nó không kiểm soát được ở cái hành động của anh nữa. Nên là nữ ra là nếu như muốn hiểu được anh và tường tận với anh thì chắc có lẽ là mình sẽ hỏi ông Tám ở đây. Và ông Tám ở đây chính là cái người mà đã gần gũi với anh, là hàng xóm của anh mà chứng kiến tận tường nhất. Và cũng thời gian này ông Tám là người cu mang của anh. Mình có thể đem sữa này uống nè, mình cảm thấy đem sữa uống nè. Ông Tám thì trong cái thời gian này đó, ông Tám thì trước đây là anh là một người phạm pháp thì coi như là đã đủ rồi. Đối với ông là một người hàng xóm của anh ghe thì ông Tám cảm thấy như thế nào? Thời gian nó ra tù, nó cải tạo với cuộc đời của nó ăn năn. Một là nó đi bán số chứ không có còn tái tạo những cái vi phạm, không những có cái gì phạm pháp lực hết. Nhưng là làm tốt, mà thật sự ra nó có nhiễm rượu hơi, rồi nó buôn bán ngày 100 vé, rồi giảm còn 50 vé. Rồi ngày nói chuyện nhiều quá nữa, nó có thần kinh hơi đó. Rồi thành ra ta ít có mua của nó, nên nó cải tạo tốt. Bây giờ cuộc đời nó trải qua thời gian ra tù tới giờ, nó biết cải tạo đời sống, nó biết ăn năn sám hối. Nó biết cái gì mà làm phạm pháp thì nó phải tránh, nó không bao giờ có. Nên đây là cũng nhu cầu với bà con để nhìn vào nó, để chung tay giúp đỡ cho giúp nó, cho nó trong nó cái đời sống cuối cùng, sống cuối cùng cuộc đời của nó. Đối với ông Tám thì hiện nay cái nhu cầu mà thiết yếu cần cho anh ghe nhất là cái gì? Những cái chỗ quay như đây là bên cạnh tỉnh quản tiền bạc bổ sung, với hai nữa sửa sang nhà kế bên đây nó cũng sợ là sụp đổ, còn di dời chứ đâu phải ở gì. Nếu cái cuộc đời nó vậy mà còn sống được thì bà con cứu một người sống được đông vàng thì điều đó tốt, còn phải xây sửa nhà cửa nó lợi. Bây giờ siêu khẻo hết trơn. Con có học một cái thuyết theo nhà Phật, đó là con có đọc được một cái câu chuyện, đó là cái người ăn cướp họ vẫn có thể thành Phật sau khi mà họ biết cải hối ăn năn. Và anh ghe là một trong những cái tình huống đó. Thì hôm nay thì con tình cờ được giới thiệu đến đây qua chú Út, thì cũng gặp được ông Tám là một người hàng xóm ở đây. Thì công việc trước đây thì anh ghe phạm pháp đã trả lại với đời rồi. Thì hôm nay thì bản thân con, thì con giao cho ông Tám giữ cho anh ghe tiền. Dạ, cảm ơn. Cái số tiền cảm này ơn. Thì dạ. Nhờ ông Tám cảm ơn nhiều để dạ. Phụ họa với anh nghe nha. Vậy đi. Dạ. Tôi tính chiều nay chở nó đi chích bầu dưỡng và quay về nhà từ. Thôi thì cố gắng đi. Thì có đợt sau thì con sẽ quay trở lại. Rồi. Con cảm ơn ông Tám rất là nhiều. Nhờ cháu để gửi trên không gian về nước dạ. Ngoài coi có những phương tiện nào. Thì mọi chuyện là tùy duyên hết. Dạ. Chúng ta tùy duyên hết. Dạ. Thôi em về nha. Em cảm ơn anh. Dạ, em ở đây. Bắt tay cái nha. Em cảm ơn anh. Em về nha.